Xin được chào mừng quý vị đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ khách mời là một thần tượng được rất nhiều bạn trẻ yêu mến, đặc biệt là trên mạng xã hội. Hãy cùng chào đón YouTuber Gao Bạc. Chào tất cả mọi người, thì mình là Gao Bạc TV và hiện tại bây giờ mình đang là một streamer, một YouTuber ở trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Wow, ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì cảm xúc của Gao như thế nào? Cảm xúc của em hiện tại bây giờ đang rất là hồi hộp, cũng chưa biết là tiếp theo thì khi mà mình gặp bạn fan của mình thì mình sẽ có cảm xúc như thế nào. Và ngày hôm nay không biết bạn fan ấy là ai, hãy cùng gặp gỡ bạn ấy nha. Xin mời. Ban đầu ấy thì anh chỉ nghĩ là yêu cho vui thôi. Nhưng mà sau đó thì không hiểu sao thương em quá, rồi yêu tới bây giờ. Em hả? Ủa, em có thể giới thiệu một tí về mình? Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên thật là Lê Nguyễn Thảo Ngân và hôm nay mình là fan của Gao Bạc. Hôm nay thật ra là bản thân của em là đã hâm mộ Gao Bạc từ trước lúc mà tụi em quen nhau cho tới khi quen nhau và bây giờ vẫn là fan. Tình trạng hiện tại là như thế nào? Theo như anh biết là một cái tình trạng nó rất là good. Dạ, thì bọn em đã kết hôn vào ngày 10 tháng 4, 2020. Với lại quá khứ một tí đi, mà từ khi nào mà mình yêu mến anh chàng này và tại sao, lý do gì mình lại yêu mến anh ấy? Bản thân của em là một người kiểu rất là ít giao tiếp ở phía bên ngoài. Tình cờ xem được livestream của Gao Bạc nên là từ đó rất là hâm mộ anh chàng này và tìm mọi cách để có thể là vào kiểu trên game là nó có một cái quân đoàn, được gọi là quân đoàn có thể là nói chuyện cùng với idol của mình ở trong đó, nên em quyết định là xin vào cái quân đoàn này cho được. Có dễ không? Rất là khó luôn anh. Không biết là ngày hôm nay Ngân đến với chương trình sẽ mang đến đây những điều thú vị gì cho nhân vật khách mời của chúng ta. Hãy cùng đến với phần 1 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao để xem bạn ấy có gì đặc biệt nha. Xin mời. Chúng ta đang có mặt tại phần 1 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và có cái gì đặc biệt ngày hôm nay để em có thể mang đến cho quý vị khán giả? Hôm nay em đại diện cho fan của Gao Bạc, do là em sẽ truyền đạt những câu hỏi của các bạn fan đã gửi cho Gao Bạc nên quyết định hôm nay em sẽ mang một tờ giấy ra để đọc cho đàng hoàng cái câu hỏi này. Nói chung là mình giống như là một trưởng fan đi, mình đại diện cho các bạn fan ấy. Dạ, có những câu rồi. Hỏi rất là đặc biệt. Nhưng mà khi đến với chương trình thì một nhân vật thần tượng sẽ phải hứa với chương trình là mình sẽ trả lời thật 100% với những câu hỏi mà các bạn ấy đưa ra. Hãy hứa đi. Hứa này hơi hồi hộp, không biết là cô Ngân có gài cái gì ở trong đấy hay không. Không, những câu hỏi này là của fan. Đúng gửi rồi. Luôn á, hoàn toàn không thêm không bớt nha, phải mang tờ giấy lên nè. Thì nếu như là những câu hỏi của các bạn fan thì chắc là không phải chắc là, mà chắc chắn là em sẽ hứa là em sẽ trả lời thật 100%. Rồi, ok, như vậy là được rồi. Nhưng mà trước khi đến với những câu hỏi này thì mình có thể chia sẻ một tí về nghề nghiệp của mình được không? Từ stream trong tiếng Anh thì nó có nghĩa là dòng suối chảy. Thì streamer thì chính là người tạo ra cái dòng suối đó trên tất cả các nền tảng mạng xã hội mà họ tham gia. Streamer thì cũng sẽ có rất là nhiều dạng streamer. Ví dụ như là streamer về game giống như bọn em thì sẽ có streamer kỹ năng, hay còn gọi là những người chơi thuộc hạng top ở trong con game. Hoặc là những người giống bọn em gọi là streamer tấu hài, thì là những người tạo ra những cái khoảnh khắc mà vui nhộn ở trên stream để cho các bạn thư giãn, giải trí ở trên khi mà các bạn tham gia vào các mạng xã hội. Rồi, cái khoảng thời gian này nãy giờ là bị chiếm sóng của Ngân đó. Bây giờ Ngân sẽ có cơ hội để đưa ra những câu hỏi của các bạn fan dành cho Gao Bạc. Anh sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi, câu hỏi thứ nhất nha.
gần đây một số dạng trò chơi đã được công nhận là bộ môn thể thao thế giới. Trước khi có sự công nhận này thì tại sao anh lại dũng cảm theo đuổi nó? Phải nói rõ một điều là em không theo đuổi game, mà em theo đuổi cái nghề streamer của em thì bởi vì thứ nhất là đam mê, và thứ hai là vì chính người con gái trước mặt em đây. Bởi vì là năm mà em yêu cô gái này thì em còn rất là trẻ và em không có gì trong tay cả, và nó chính là một trong những cái nguồn động lực để em có thể kiếm tiền và có thể lo cho tương lai của cả hai đứa. Thấy chưa, câu hỏi đưa ra đâu có gì mà khó khăn đâu mà mình phải sợ đúng không? Ok, câu hỏi thứ hai nha. Từ nhỏ anh đã mê chơi điện tử, vậy ba mẹ anh có phản đối không? Nếu có thì kể lại kỷ niệm. Ngay từ đầu bố mẹ của em đã không có ủng hộ rồi. Khi mà em quá đam mê cái ngành này, em bảo với bố mẹ em là bố mẹ ơi, cho con xin phép được nghỉ học, bởi vì cái nghề con đang theo học nó không phải là đam mê của con sẽ theo một cái đam mê khác. Thì gần như là mẹ em ngất xỉu khi mà biết là em sẽ chơi game. Trời ơi. Và đã có lúc là mẹ em không liên lạc với em nữa. Bởi vì mẹ em nghĩ là đứa con này đã hỏng rồi. Và tới thời điểm hiện tại bây giờ, khi mà bố mẹ em đã hiểu về cái ngành công nghiệp này rồi ấy, thì bố mẹ em đang rất là ủng hộ. Anh nghĩ là bây giờ mọi người sẽ nghĩ thoáng hơn, bởi vì nó đã phát triển đến một cái mức, nó là một cái công việc, nó là một cái nghề thật sự để các bạn có thể lựa chọn nếu như mà thật sự mình yêu thích. Và khi làm cái công việc nào mà mình yêu thích thì đúng là nó sẽ mang đến kết quả khi mà mình theo đuổi nó đến cùng, đúng không? Sao hỏi dễ quá vậy? Có cái câu hỏi nào mà nó hóc búa hơn không? Em và các bạn rất hâm mộ anh vì anh có thể vừa được sống với đam mê vừa có thể kiếm tiền. Anh có lời khuyên nào dành cho các bạn không? Thứ nhất là cái nghề này nó là một nghề lựa chọn mình chứ không phải là mình chọn nghề. Thế cho nên là khi mà các bạn muốn tham gia cái nghề này ấy thì các bạn phải có duyên là cái đầu tiên. Còn cái việc mà các bạn quyết định là 18, 19 tuổi các bạn bỏ đại học, các bạn nghỉ ấy thì tỷ lệ thành công rất là thấp. Mình xin phép nói với các bạn như vậy, và tuyệt đối đừng bỏ học. Bởi vì khi các bạn làm streamer mà các bạn lên được một cái mức mà nó gọi là lớn lớn một tí thì các bạn sẽ phải gần như là tất cả các mối quan hệ ngoài xã hội họ, người ta sẽ đánh giá về cái học lực của các bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái trình độ tiếng Anh. Khi mà các bạn chơi game sẽ có những con game mà người ta làm hoàn toàn bằng tiếng Anh, thì nếu như mà các bạn không học thì mình cũng không biết là liệu rằng các bạn có hiểu được con game đó để các bạn chơi, để các bạn streaming, để các bạn hướng dẫn cho người khác hay không. Nói chung là làm gì thì cũng phải có kiến thức, giống như là Gao chia sẻ. Rồi, còn một câu hỏi nữa đúng không? Còn một câu nữa. Em biết hôm nay chị Ngân sẽ ngồi đây cùng với anh nên em muốn hỏi đời tư một chút về anh. Phải nói điều này trước mặt chị Ngân. Anh đã cầu hôn chị Ngân rồi, vậy điểm nào ở chị Ngân khiến anh muốn gắn bó với chị, và điểm nào là cảm thấy khó chịu? Đâu, tôi coi có phải cái này người ta hỏi không? Cái này chắc không phải người ta hỏi đâu anh. Người ta chắc hỏi cố thêm vào đó. Người ta hỏi hay là em hỏi? Người ta hỏi. Rồi, ok. Bây giờ trả lời câu hỏi đó. Điểm mà tớ thích nhất ở người con gái này đó chính là đây là người con gái mà đi với mình từ lúc mà mình không có gì trong tay cả. Và đó là cái điểm mấu chốt để mình có thể cố gắng và tiếp tục đến giờ. Còn cái điểm mà mình không thích nhất đó chính là cái tính hay cảm ràm. Rất là thường xuyên cảm ràm ở bất kỳ một cái vấn đề gì, người ta gọi là mắt xa tai đó. Thì ngày hôm nay không thể nào mà chỉ hỏi những cái câu hỏi của bạn fan được, mà mình đến đây mình cũng là một khách mời thì chắc chắn Ngân cũng sẽ có những câu hỏi. Anh có chắc chắn là trả lời 100% không? Cái câu này mới quan trọng nè. Rồi, anh sẽ trả lời em 100%. Ok, chốt. Thì em cũng là fan của anh từ trước khi yêu cho tới bây giờ. Thì anh cảm thấy như thế nào khi mà từ một người fan trở thành người anh yêu thương như bây giờ? Nói sao nhở? Thực ra là đối với anh thì nó là điều tốt. Bởi vì là khi mà một người mà đã gọi là fan của mình rồi mà người ta còn đi với mình tới thời điểm hiện tại bây giờ thì nó quá tốt rồi. Bởi vì người ta đã hiểu mình từ trước khi mà mình phải bắt đầu tìm hiểu người ta. Nó sẽ bớt đi một cái bước và nó cũng sẽ giúp cho người ta thấu hiểu mình hơn. Câu trả lời vừa rồi có vừa ý hay không? Dạ có. Rồi, câu hỏi cuối cùng nha. Hiện tại thì tụi mình đã kết hôn rồi. Sau đó thì biết đâu là em sẽ mang bầu và đẻ cho anh một đứa con. Sau đó em sẽ dời về phía sau chỉ nuôi con thôi và không làm stream nữa. Thì anh có ủng hộ và cảm thấy như thế nào không? Thật ra đó là ước mơ của anh. Bởi vì anh không có muốn cuộc sống của hai đứa mình nó đi với nghề này quá lâu. Bởi vì có rất là nhiều bạn mà chúng ta hay gọi là fan cuồng, các bạn ấy đi quá sâu vào đời tư của mình.
Và anh muốn là sau này khi mà chúng ta làm tới một thời điểm nào đó thì chúng ta sẽ giải nghệ về làm một cái vườn hoa, nuôi một hồ cá hay là gì đó. Và nói chung là tới lúc đó thì chúng ta chỉ có việc là sống sống và vui vẻ, tận hưởng cuộc sống của mình thôi. Thì đó là ước mơ của anh. Hy vọng là các bạn có thể đồng hành với nhau nhiều hơn trong cái chặng đường tiếp tục. Và khi mà cảm thấy đủ thì nó là đủ để mình có thể chuyển sang một cái công việc khác, đúng không? Hay bây giờ mình chơi một cái trò nhỏ nhỏ để mình kể cái tật xấu cho nhau cho mọi người nghe đi. Bây giờ em kể trước đi, Ngân kể trước. Tật xấu của Gao là gì? Tật xấu của Gao là ở dơ nè, rất là lười biếng nè. Ngay cả cái bàn làm việc cũng rất là dơ luôn. Và cứ ngủ rất là nhiều, hay sai vặt. Biện Minh, xin mời. Thôi mình không biện minh nữa. Không biện minh à? Ok. Em còn có một cái vấn đề nữa. Gao Bạc, lúc sống chung anh đếm thử bao nhiêu lần anh cầm chổi quét nhà rồi? Đã nói người ta ở dơ rồi mà hỏi người ta quét nhà, người ta sạch người ta chịu không có được, hiểu chưa? Không phải là người ta không chổi quét nhà. Đúng rồi anh, sạch chịu không nổi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình sạch mình chịu không nổi. Thật ra là nói đúng hơn là bởi vì Ngân quá kỹ tính. Cái tính cách của em là khi mà em bắt đầu em tham gia cái công việc của em là em sẽ gần như là chìm vào nó luôn, và xung quanh em nó sẽ là một cái khoảng trắng ấy, nên là em không có quan tâm mọi thứ xung quanh là nó có bẩn hay dơ, cho nên là thành ra cái bàn làm việc của em khi nào cũng có cà phê rồi nước tăng lực hay là cái gì đó, tất cả mọi thứ em đều để trên bàn, và cái đó làm cho kiểu Ngân bị khó chịu. Bây giờ ngược lại mình nè, bây giờ mình phản đam nè. Thứ nhất là rất là cảm ràm. Rất là cảm ràm. Thứ hai là yêu mèo hơn yêu em. Tới buổi trưa mèo chưa ăn là không được, còn em thích ăn ăn không ăn thôi. Em thích ăn ăn không ăn thôi. Tại vì con mèo nó không có biết tự nấu ăn, nó không có biết tự làm đồ ăn. Sao tôi ba phải quá vậy trời. Mình kể tật xấu rồi thì bây giờ mình kể cái tính mà mình yêu thích người đó. Ngân. Em trước hả? Tới tận bây giờ em cảm thấy là Gao Bạc quan tâm em rất là nhiều từ những cái việc nhỏ nhặt. Còn Gao cảm nhận về cô gái này như thế nào? Điều em thích nhất ở Ngân là lúc nào trong nhà cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng mà thật ra anh cũng phải nói với em một điều là anh là một người yêu công việc. Khi mà anh đã bắt đầu làm rồi ấy, thì anh sẽ không biết được là xung quanh anh bẩn hay dơ đâu. Thế cho nên là em thông cảm. Cho Huy hỏi là bình thường hai bạn hay ngồi live stream, có bao giờ hai bạn cùng nhau đứng lên để đi ra ngoài chơi một cái trò chơi hay một thử thách nào đó không? Thật ra là từ lúc yêu nhau đến bây giờ thì chưa có bao giờ, chỉ có gọi là đi du lịch cùng nhau thôi, nhưng mà chưa bao giờ chơi trò chơi cùng nhau. Như vậy thì ngày hôm nay bắt buộc vì chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao sẽ phải tổ chức ra đây một cái thử thách hay là một trò chơi nho nhỏ dành cho hai bạn. Đó nằm ở phần 2. Trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ giây lao và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đến với một cái thử thách, một người lắng nghe, một người diễn tả bằng lời nói và hành động với những từ khóa của chương trình. Chúng tôi sẽ có 5 từ khóa trong khoảng thời gian 3 phút. Nếu như các bạn trả lời được đúng 3 trên 5 từ khóa thì các bạn sẽ giành chiến thắng. Sau mỗi từ khóa trả lời chính xác thì chúng ta sẽ đổi vị trí cho nhau để có thể xem là cái độ hiểu nhau của họ như thế nào. Bình thường thì cái độ hiểu nhau của hai bạn ở nhà như thế nào? Chắc là bằng không. Chắc là bằng không. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi ạ. Hai bạn có thể thể hiện sự quyết tâm của mình được không ạ? Quyết tâm. Chúng ta có thể dùng lời nói và hành động, nhưng lời nói đó không được trùng với từ khóa của chúng tôi đưa ra. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng và 3 phút của thử thách này. 3, 2, 1, bắt đầu. Nội thì gọi là cái gì? Không, rồi, ông nội. Ông. Rồi, lấy một chữ ông. Rồi, 80 tuổi thì người ta sẽ kêu là cái gì? Bà. Lứa tuổi gì? Hả? Già. Rồi. Đau xương thì như nào? Như này nè, lọc cọc, đi nè, đó. Chống gậy. Đúng rồi. Ghép lại. Ông già chống gậy. Đúng rồi. Rồi, đổi vị trí cho nhau. Gì vậy? Như thế này là sao? Như thế này thì ai thấy được không? bước. Đúng rồi. Hay quá. Trên này là như thế nào? À, dưới. Lùng gọi là gì? Thấp. Anh. Cao. Rồi ghép lại. Bước thấp cao hả? Một chữ. Bước đi thấp cao. Không. Bước thấp bước cao. Ok. Xin chúc mừng. Tiếp theo.
Con thỏ với con rùa mà thi với nhau thì con thỏ làm gì? Ăn cỏ. Ở Đà Lạt cái gì nhiều nhất? Cây thông. Người ta gọi là thành phố gì? Hoa. Đúng rồi, rồi cái từ đó là từ thứ hai. Từ đầu tiên là cái từ mà bứt cái đấy người ta gọi là gì? Bức hoa. Không. Hai. Đúng rồi. Kìa con gì vậy? Bước. Rồi, cái gì? Cái đó, gì? Ghép lại coi. Hái hoa bắt bướm. Đúng rồi, chính xác rồi. Tiếp tục, cái này dễ nè. Trời không nắng. Trời không nắng là trời, phạm vi từ trời rồi. Tiếp tục, đổi bên. Ủa nữa. tiếp tục, từ cuối cùng. Em nghe được cái gì ngoài kia không? Anh đang làm gì đây? Khiêu vũ. Không. Nhảy. Rồi đúng rồi. Rồi. Đang cái gì ngoài kia? Nhảy nhạc. Nhảy múa nhạc. Không. Nhảy ca nhạc. Không. 10 giây cuối cùng. Đuôi. 10, đuôi. 9. 8. Đuôi ba. 7, đuôi đu. Đuôi. 6. 5. 4. 3. Đúng. 2. 1. Hết giờ. Quay qua đây nhìn đi. Ngày hôm nay hai khách mời của chúng ta đã hoàn thành xong thử thách của chương trình và vượt qua được thử thách một cách phải nói là hơi khó khăn một tí, nhưng mà không sao, và chúng tôi có một phần quà dành cho các bạn. Đây, mỗi bạn sẽ nhận được một voucher. Rất cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình một tí trước khi chúng ta nói lời tạm biệt với quý vị khán giả. Dạ, bản thân em thì em cảm ơn chương trình đã tạo cho em và Gao Bạc một cơ hội để có thể là biết được những mặt xấu và mặt tốt của nhau nhiều hơn. Mặc dù ở nhà với nhau 24/24 nhưng mà cũng rất là ít khi chơi những trò chơi và ít khi ngồi nói chuyện với nhau thử coi là bản thân của mình ghét hay là yêu thích gì từ Gao Bạc. Nên là em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Còn Gao thì như thế nào? Cảm ơn chương trình đã mời em đến đây, và đặc biệt là mời cô gái này đến đây để em được thả sức, gọi là chia sẻ tất cả những cái gì mà nó còn ẩn giấu ở trong cái trái tim của em. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn Gao Bạc và cảm ơn người bạn đời của mình đó, bạn Ngân rất là dễ thương. Và xin chúc cho hai bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc với nhau như vậy, tiếp tục phát triển cái con đường sự nghiệp của mình nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào tuần sau lúc 13:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, mình đã hoàn thành hết nhiệm vụ đó là mang những câu hỏi đến hỏi Gao Bạc của chúng ta rồi. Mong là mọi người có thể tiếp tục ủng hộ bọn mình trong những khoảng thời gian sắp tới. Bye bye mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng mình, luôn luôn ủng hộ mình trong suốt chặng đường 4 năm vừa qua.